5 to 1. So. Này dần giá trị tuyệt đối trừ 1 bằng 2 x bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2, đúng rồi. 2 muốn cái này lớn nhất, muốn A lớn nhất thì cái căn này phải nhỏ nhất rồi. Thì một phép trừ một số bị trừ cố định rồi thì số trừ càng nhỏ thì A sẽ càng lớn thôi, mà cái này nhỏ nhất á. Cái biểu thức trong căn nhỏ nhất là bằng 9. Như vậy là căn của 9 là bằng 3. Vậy 8 trừ 3 bằng 5, giá trị lớn nhất là bằng 5. Tìm x để cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Cái giá trị nhỏ nhất á là 2 cái này cùng nhỏ nhất nè. Lúc đó x sẽ bằng -1 cái à, x sẽ bằng -1 cái. Tại sao vậy? Tại x mũ 2 á cộng 2x cộng 5 á thì nó sẽ bằng là x cộng 1 tất cả bình cộng 4, vậy lớn hơn bằng 4 nè. Còn 4x mũ 2 á, cộng cho 8x cộng cho 5 thì nó cũng bằng 4 lần x cộng 1 tất cả bình cộng 1. Em thử à, chính xác luôn á, nó lớn hơn bằng 1 ha. Vậy là x sẽ bằng âm 1 thì hai cái này cùng nhỏ nhất, một cái bằng 4 một cái bằng 1. Như vậy lúc đó A thì A nó sẽ bằng 3 ha, min là nhỏ nhất. Cái này thì giải ở nít số 2 rồi nha. Nít số 2 thì giải rất kỹ luôn. Đáp án thì không nhớ nữa, không biết bằng bao nhiêu. Ta dùng kỹ thuật trong khoa học V91 giải tìm nhanh thử coi. Kết quả là 12 kia. Bạn này dùng V91 thì ra nhanh, ra 12 ha. Dùng kỹ thuật V91 á. Còn biến đổi toán học thì giảng ở nít 1 rồi. Em trở lại em coi ha. Cái này thì cứ thay vô tính thôi chứ cái gì đâu mà. Này sẽ bằng trừ 2020. Bài này giải ở nít 1 rồi các em nhé. Trở lại nít 1 coi cách giải tương tự. Cái này thì nhìn vô cũng thấy là x bằng trừ 3. Nhẩm luôn. Cái này thì để hai đường thẳng này song song, các em đưa nó về dạng y bằng ax cộng b, hai đường thẳng đưa dạng y bằng ax cộng b hết. Đường thẳng d thì có dạng y bằng ax cộng b rồi, còn đường thẳng d phải là y nó sẽ bằng 2x trừ 3.
Vậy hệ số góc của D phải là 2. Còn hệ số góc của D là bằng 2m trừ 4. Vậy m phải bằng 3, đúng không? 3 x 2 là 6, 6 trừ 4 là bằng 2. Thì cùng hệ số góc thì nó song song. Còn tung độ góc thì khác nhau rồi. Cái này lấy 14 bình phương lên thôi. Này bằng 1. Cho đường tròn ô bán kính R tiếp xúc ngoài với đường tròn ô phẩy bán kính R phẩy. R phẩy bằng 5. Ô phẩy thì sẽ bằng tổng hai bán kính, như vậy là bằng 11. Hai hình tròn tiếp xúc ngoài thì khoảng cách giữa tâm bằng tổng hai bán kính ha. Tiếp xúc trong thì bằng hiệu hai bán kính. Cái này thì các em bấm máy đi cho nó khỏe. Bằng chính kia. Bấm năm trừ ba căn ba giá trị lớn nhất của này ở nít trước thầy giải rồi ha, giờ điền đáp án thôi. Này sẽ bằng 13/4. Tham gia khóa học V91 ha, các em sẽ thấy cái đó là dễ. Phát biểu nào sai, D nhỏ hơn R cắt, đúng rồi, D lớn hơn R không cắt, D bằng R này là sai này. Nên là đọc vô là thấy là lạ. Giá trị nhỏ nhất của yếu thức trong căn các em tính trước đi, dùng kỹ thuật trong khoa học V91 là giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong căn là bằng 3. Như vậy là biểu thức nhỏ nhất của y sẽ bằng 2 cộng căn 3 ha. Hai đường thẳng này cắt nhau thì hai hệ số góc phải khác nhau nhé. Vậy là trừ k phải khác. Này lý thuyết mình học rồi mà. Trừ k nó phải khác. 2k cộng 1. Giải bài này 3k sẽ khác trừ 1, k khác trừ 1/3. Giá trị nhỏ nhất của cái này là các em dùng bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối á. Cái căn thứ nhất nó sẽ ra là giá trị tuyệt đối của x cộng 2. Cái căn thứ hai nó sẽ ra là giá trị tuyệt đối của x trừ 3. Mà giá trị đối với x trừ 3 thì ghi thành giá trị đối 3 trừ x cũng được. Nó sẽ lớn bằng giá trị đối của tổng x cộng 2 cộng 3 trừ x. Cái này trong khóa học V91 giải kỹ rồi nha. Giá trị đối giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 5. Thế vô thôi các em. Nó sẽ là đáp án đầu tiên luôn. Không. Trừ 2 trừ 3 trừ 5. Lớn hơn bằng 0, 4 trừ 3x phải lớn bằng 0. Vậy là x nhỏ bằng 4/3. Cái này cơ bấm cho nó nhanh. Căn 8 trừ 2 căn 15 cộng căn 48 cộng 6 căn 15 được bao nhiêu chia cho căn 5? 4.
x sẽ bằng 2. 2 là căn 4, căn 4 nhân căn 3 thì bằng căn 12. Đường tròn dây 16 vậy nửa dây là 18. Bán kính 10 vậy là khoảng cách từ tâm tới dây là 6. Dùng bi go thôi. Hình chữ nhật ABCD. AD bằng 6, BC bằng 8. Vậy đường chéo sẽ bằng 10. Dùng bi go thôi. Cốt bình thì bằng 1 trừ sin bình, vậy là bằng 0,2. Cái này bằng 0,2 luôn. Cái này hai góc phụ nhau thì sin bằng cốt em nhé. Sin 12 sẽ bằng cốt 48, vậy sin bình 12 là bằng cốt bình 48. Cái đầu cộng cái cuối là bằng 1. Cái nhì cộng cái kế cuối cũng bằng 1. Cái này chữ này là bằng âm 1, vậy là 2 trừ 1 là bằng 1. Cắt trục tung thì tung độ góc là bằng trừ 3 luôn. Vậy M sẽ bằng trừ 3. Thì cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 3. Đó là tung độ góc luôn ha. Cái này bấm đi kìa, khỏi bấm được. Ở trên là căn 3 trừ căn 2 rồi trừ căn 3 cộng căn 2 thì nó bằng 0. Cái này thay vô thôi. 1 1 thay vô đây nè. Điểm 1 1 thì chắc chắn nằm trên y bằng x, là nằm trên thẳng y bằng x rồi. Thế này là 1 bằng m cộng 3, thì m sẽ bằng trừ 2. Đề dễ quá. Cái này thầy giải ở nít số 1 rồi. Nít số 2 chứ. Nít số 2 thầy giải kỹ lắm. Nít số 1 là thầy nêu đáp án đó, bởi vì không kịp giờ. Thấy không? Nó bằng 0 ha. Quay lại nít 2 coi thì giải kỹ lắm. Cái này thì bấm cho nó nhanh. Một cái rồi, hẹn gặp lại ở vòng trường cấp cấp trường vòng 12. Hẹn gặp lại nhé.